MC Caterling lần đầu trò chuyện với nhau qua bài hát trên cùng một show diễn. Họ không suy, người suy là chúng tôi. MC Khay và Tờ Linh đã cùng biểu diễn trong một đêm nhạc khá lớn. Bên cạnh những phần trình diễn cháy hết mình và cực mãn nhãn thì điều khiến công chúng quan tâm hơn cả là màn xuất hiện của cặp đôi làng rap từng gây bão một thời. Đây là lần đầu tiên cả hai đứng chung với nhau trên cùng một sân khấu biểu diễn sau thời gian dài chia tay. Dù không cùng song ca với nhau bất kỳ bản nhạc nào, cũng chẳng chạm mặt nhau trên sân khấu, thế nhưng cả hai vẫn khiến khán giả có mặt phải suy theo bởi quá đỗi cảm xúc. Cả hai đã có màn mượn nhạc để trò chuyện với nhau qua hai bài hát Anh Đã Ổn Hơn và Nếu Lúc Đó. Sân khấu sáng tạo này nhanh chóng trở nên viral khắp các cõi mạng bởi sự tinh tế. Ai nấy cũng đều nể phục sự sáng tạo qua lối nói chuyện gián tiếp với người yêu cũ của cả hai. Trong lúc trình diễn, MC Khay và Tờ Linh thậm chí còn không kiềm chế cảm xúc của mình. Nữ rapper thậm chí đã khóc trên sân khấu này. Cô chia sẻ rằng từng không muốn đi diễn ở đêm nhạc. Hay trong phần trình diễn của mình, MC Khay thậm chí đã tạm dừng lại đôi chút để phi phèo ổn định tinh thần. Nhìn cái cách anh ta tự khống chế cảm xúc của mình thì chẳng ai có thể không thương cho chàng rapper si tình. Họ suy nhưng tôi còn suy hơn họ. Tôi đã rất ổn cho đến khi nghe buổi live của hai người này, thấy cũng tội cho vút đi quá. Người tàng hình trong câu chuyện này không ai khác là vút đi. Tuy nhiên không ít người cảm thấy khá thiệt thòi cho vút đi, người yêu hiện tại của Tờ Linh. Một số cho rằng Tờ Linh chưa thực sự vượt qua được chuyện tình với MC Khay. Nhưng em sẽ không đau buồn, bởi đã qua từng cuộc chơi, vì đã có những lúc chẳng biết phải nói được gì. Ta không hợp, chẳng có điều gì ấm êm, tại sao như vậy? Đó cũng là lý do mà cô nàng khá nhạy cảm trên sân khấu lần này. Từng có thời gian yêu đương mặn nồng, không ngại khoe tình yêu của mình trước công chúng. MC Khay và Tờ Linh được ví như cặp đôi vàng trong làng rap. Thấy thế mà cuối cùng cả hai lại chẳng đi cùng nhau. Điều này khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối. Dẫu vậy thì ai cũng mong rằng cả hai sẽ sớm move on được chuyện tình đã qua, và người đến sau cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Bạn có cảm nhận như thế nào về chuyện tình đã qua của MC Khay và Tờ Linh? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.